trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò người trong xóm tin là nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin muốn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đọc vỡ cây đàn giận người đời trắng tay đêm, giận đời chết như vàng tay. Đôi khi anh trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào?